Thanh Trang xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Hai 11 tháng 3 2019, đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin quan trọng, trong phần hai là bản tin tổng kết kinh tế tài chánh tuần qua. Để mở đầu, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng đầu tuần. Từ năm 2021, công dân Hoa Kỳ sẽ phải xin thị thực vào châu Âu. Liên minh châu Âu hôm thứ Sáu công bố một loại thị thực mới sẽ được áp dụng cho các du khách Hoa Kỳ nếu muốn vào khu vực Schengen châu Âu. Loại thị thực mới có tên viết tắt ETIAS sẽ áp dụng cho 26 quốc gia châu Âu không có biên giới riêng và cho phép mọi người đi lại tự do, bao gồm các quốc gia như Tây Ban Nha, Pháp, Hy Lạp, Đức, Ý và Ba Lan. Hiện các công dân Hoa Kỳ vẫn có thể du lịch đến châu Âu trong vòng 90 ngày mà không cần xin thị thực. EU cho biết, để ghi danh thị thực ETIAS, công dân Hoa Kỳ cần phải có một bộ hộ chiếu hợp lệ, email, tài khoản tín dụng hoặc credit card. Thị thực ETIAS có giá trị trong vòng 3 năm và cho phép công dân Hoa Kỳ được vào khu vực Schengen nhiều lần nếu cần thiết. Trên website ETIAS, Liên minh châu Âu cho biết thị thực mới được thực thi như một nỗ lực tăng cường an ninh nhằm tránh các vấn đề di cư bất hợp pháp và khủng bố. Năm 2016, Ủy ban châu Âu lần đầu tiên kêu gọi Hoa Kỳ cấp tình trạng miễn thị thực cho Bulgaria, Croatia, Ba Lan, Romania và Cyprus, tương tự như 23 quốc gia EU khác, để đổi lấy quyền miễn thị thực tại khu vực Schengen cho công dân Hoa Kỳ. EU đã yêu cầu Hoa Kỳ đối xử bình đẳng với tất cả các quốc gia thành viên EU. Tháng 6 năm 2018, Quốc hội đã bỏ phiếu ủng hộ Ủy ban châu Âu áp dụng yêu cầu thị thực cho công dân Hoa Kỳ. Đụng độ trên Biển Đông, một tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Cộng đâm chìm. Việt Nam cho biết, một tàu Trung Cộng đã đâm chìm một tàu đánh cá của Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa, một khu vực có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Trích dẫn tuyên bố từ nhà cầm quyền Việt Nam, hôm thứ Năm, tờ Tuổi Trẻ đưa tin tàu Trung Cộng có số hiệu 44101 đã lai vãng quanh khu vực bãi đá Lồi hôm thứ Tư. Ủy ban Quốc gia về Thiên tai và Phòng chống cứu nạn nói với tờ VN Express, một thuyền đánh cá của Việt Nam cũng có mặt tại bãi đá vào cùng thời điểm. Sau khi thuyền bị tấn công, 5 thành viên trong đoàn đánh cá đã phải bám lấy phần mũi thuyền đang chìm dần. Khoảng 2 giờ sau đó, họ được một thuyền đánh cá khác của Việt Nam giải cứu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng đưa ra diễn tiến ngược lại, nói rằng Trung Cộng đã phát hiện tín hiệu báo động từ tàu cá Việt Nam và đã điều một tàu đến hỗ trợ. Tờ Hoàn Cầu báo đưa tin, tàu Trung Cộng đã liên lạc với Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Trung Cộng để giải cứu 5 ngư dân Việt Nam, nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào có liên quan đến người giải cứu. Hoàng Sa là một khu vực tranh chấp căng thẳng trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Trung Cộng. Trung Cộng đã chiếm giữ phần lãnh thổ bằng vũ lực vào những năm 1970 và sau đó tiến hành xây dựng các tiền đồn quân sự trong khu vực này. Đảng Cầm quyền Việt Nam khai trừ một nhà nghiên cứu vì các bài đăng trên Facebook. Một nhà nghiên cứu Việt Nam đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam vì đăng các bài bình luận trái với quan điểm của nhà cầm quyền trên Facebook. Ông Trần Đức Anh Sơn, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng, bị chính phủ Việt Nam cáo buộc đã viết các bài đăng trên Facebook không đúng sự thật và trái với quan điểm của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Được biết, ông Sơn trước đây đã chỉ trích chính phủ Việt Nam không mạnh dạn công khai chống Bắc Kinh trong cuộc tranh chấp chủ quyền trên biển. Mặc dù Việt Nam đã thực hiện các cải cách sâu rộng về kinh tế theo định hướng thị trường, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam khá nhạy cảm trước những lời chỉ trích. Nhà cầm quyền Cộng sản nói rằng hành vi của ông Trần Đức Anh Sơn là rất nghiêm trọng vì gây ra những tiêu cực trong dư luận, làm tổn hại đến uy tín đảng cầm quyền. Trước đó 4 tháng, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, giáo sư Chu Hảo bị nhà cầm quyền lên án vì đã xuất bản các ấn phẩm chuyển ngữ được cho là phê phán chủ nghĩa xã hội và chống chế độ độc đảng. Hiện Facebook được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam và đóng vai trò như một diễn đàn công cộng cho người bất đồng chính kiến. Hồi tháng 1, Việt Nam đã cáo buộc Facebook vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam vì cho phép người dùng đăng các bình luận chống chính phủ. Các hãng công nghệ toàn cầu và các nhóm nhân quyền nói rằng luật an ninh mạng có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 của Việt Nam sẽ làm kìm hãm sự phát triển và đổi mới tại Việt Nam. Các công ty đã bày tỏ quan ngại luật mới
sẽ cho phép nhà cầm quyền dễ dàng thu thập dữ liệu khách hàng và bắt giữ các nhân viên Việt Nam của họ. Thảm kịch rơi máy bay tại Ethiopia làm tăng lo ngại về sự an toàn của máy bay Boeing 737 MAX 8. Hôm thứ Hai, các cơ quan hàng không tại Trung Cộng, Indonesia và Ethiopia đã buộc các hãng hàng không lệnh cho máy bay Boeing 737 MAX 8 của họ phải hạ cánh sau một chiếc bị rơi tại Ethiopia, làm chết 157 hành khách. Tai nạn thảm khốc của hãng hàng không Ethiopian Airlines cất cánh từ Addis Ababa hôm Chủ nhật đang thu hút sự chú ý. Sự việc xảy ra chỉ 4 tháng sau khi một tai nạn tương tự đã giết chết 189 hành khách tại Indonesia. Boeing có trụ sở tại Chicago cho biết, hãng vẫn chưa có kế hoạch đưa ra bất kỳ hướng dẫn mới nào cho khách hàng. Tuy nhiên, sẽ sớm gửi nhóm kỹ thuật đến các địa điểm gặp nạn để giúp Hoa Kỳ và Ethiopia điều tra sự việc. Boeing 737 là máy bay bán chạy nhất, trong đó MAX là phiên bản mới nhất của loại máy bay này. MAX có động cơ giúp tiết kiệm nhiên liệu, là một trong những ưu thế cạnh tranh trong chiến lược của Boeing với Airbus của châu Âu. Tin không lành cho anh Nguyễn Văn Quang, một thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, tuy bị mất hai chân trong chiến tranh nhưng sức sống rất mãnh liệt, vươn lên tự kiếm sống. Nhưng chiều ngày thứ Hai, 11 tháng 3, giờ Sài Gòn, anh thương binh Nguyễn Văn Quang trên đường đi bán vé số về đã bị tai nạn. Xe đụng, anh tạm thời đang nằm ở phòng 6 lầu 2, khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, số 64 Lê Đức Chí, không phải bệnh viện quận Thủ Đức. Hiện tại, bác sĩ chỉ mới chụp X-ray, kết luận là nứt xương sườn, chấn thương phần mềm vùng bụng, rạn nứt xương sống, không ngồi dậy được. Ngày mai, các bác sĩ sẽ có hội chuẩn mới đưa đến để điều trị, có thể phải mổ. Nguyễn Văn Quang, cấp bậc hạ sĩ, số quân 52-711-750, đơn vị tiểu đoàn 328 địa phương quân tỉnh Hậu Nghĩa. Bị thương ngày 15 tháng 5 năm 1973 tại Đông Ớt, tỉnh Hậu Nghĩa, cụt hai chân. Hiện anh không thể ngồi dậy, chỉ nằm, mọi sinh hoạt, ăn uống, tiểu tiện đều rất khó khăn. Thường ngày, anh sinh sống trong một nhà trọ thuê ở Thủ Đức, sống một mình và làm nghề bán vé số ở ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai và Cao Thắng, gần bệnh viện Từ Dũ. Lúc bị tai nạn, những người hàng xóm ở chỗ trọ đã đưa anh đến bệnh viện. Vì người thân chưa lên kịp Sài Gòn, nên hiện anh phải trả tiền mướn người công nhân lo cho anh mấy ngày ở bệnh viện. Kính thưa quý anh chị và các bạn, vừa rồi là bản tin không lành về người thương binh Việt Nam Cộng Hòa gửi đến chúng tôi từ Sài Gòn. Các anh chị và các bạn muốn giúp đỡ, xin liên lạc thẳng với anh Quang, điện thoại số 84-0979-077-838. Tôi là thương binh Nguyễn Văn Quang, cục hết hai chân. Tôi bị thương ngày 15 tháng 5 năm 1973, số quân của tôi là 52-711-750, thuộc đơn vị tiểu đoàn 328 địa phương quân. Ngày hôm nay tôi đi bán vé số và đồng thời đi về bị xe tải tông, hiện bây giờ là gãy một chớp một xương sống và chấn thương phần mềm, bây giờ không ngồi được. Thì cũng nhờ các anh chị em thương tình giúp đỡ cho tôi trong hoàn cảnh hiện bây giờ là sống một mình đơn độc, chỉ có cái là chồng sớm láng giềng họ đưa tới bệnh viện mà thôi. Đó, thì giờ số điện thoại của tôi là 0979077838, hiện bây giờ tôi đang nằm bệnh viện Thủ Đức.
giáo trước cười đón người về. Mẹ lần mò ra trước áo, năm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ, biết rằng ta đôi mắt đã lòa đi qua đời chờ. Ngày trở về trong bếp vui, anh nói chuyện.